Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968 là một nam diễn viên người Việt Nam. Ông nổi tiếng trong ngành phim ảnh Việt Nam từ những năm 1990 và được biết đến qua các bộ phim truyền hình như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa. Huỳnh Anh Tuấn sinh ra tại Vĩnh Long, năm 12 tuổi, gia đình ông chuyển sang định cư ở Mỹ. Sau khi học xong trung học, ông học quay phim và chụp ảnh tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Anh Tuấn đã từng đoạt giải nhì nhiếp ảnh trong một cuộc thi và sau này trở thành giám đốc chi nhánh của một công ty về ảnh quảng cáo. Về sự nghiệp, phim đầu tiên mà Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là Em và Mi Chen năm 1993 đóng với Trương Ngọc Ánh. Sau đó, ông tiếp tục với các bộ phim như Biển Động, Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh Tuấn còn hoạt động kinh doanh. Ông từng cùng với cha làm trong ngành xây dựng cũng như một nhà hàng thức ăn Ý nhưng sau đó đã đóng cửa vì không đủ doanh thu. Sau này, anh Tuấn đã mở tiếp một nhà hàng khác ở quê nhà Vĩnh Long. Về đời tư, Huỳnh Anh Tuấn từng kết hôn và ông và người vợ đầu tiên có 4 người con. Năm 2016, ông lấy vợ thứ hai là Thảo Sương, cô làm nội trợ và thỉnh thoảng đóng các vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Về danh sách các bộ phim, phim điện ảnh. Năm 2005, Khi Đàn Ông Có Bầu, vai Anh Chàng Xe Ôm. Năm 2011, Thiên Sứ 99, vai Ba của Pha Lê. Năm 2012, Hello Cobra, vai Ông Trọng. Năm 2016, Cao Thủ Ẩn Danh. Về các bộ phim truyền hình. Năm 1995, Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm, vai Phi Long. Năm 1998, Những Đứa Con Thành Phố. Đất Khách, vai Khiết Hùng. Năm 2001, Nữ Võ Sĩ, vai Mạnh. Năm 2002, Trùng Quang Tâm Sử, vai Trần Quý Khoáng. Năm 2004, Ngọn Nến Hoàng Cung, vai Vua Bảo Đại. Năm 2005, Hương Phù Sa, vai Hoàng. Năm 2007, Xin Lỗi Tình Yêu, vai Ông Sáu. Năm 2009, Cầu Trường Không Yên Tĩnh, vai Hai Thành. Năm 2009, Taxi, vai Luật Sư Thắng. Ký Ức Mong Manh, vai Sáu Lư. Hiệp Sĩ Đường Phố, vai Thành Phát. Năm 2010, Hạnh Phúc Mong Manh, vai Ông Già. Cộng Mặt Trời, vai Văn. Võ Ngựa Trời Nam, vai Dương Văn Giáo. Chuyện Tình Mùa Thu, vai Ông Quý. Âm Tính, vai Hoàn. Gia Đình Số Đỏ, vai Ông Vũ. Năm 2011, Theo Dấu Hương Xưa. Tình Như Tiên Nắng, vai Ông Tường. Một Thời Ta Đuổi Bóng, vai Ông Trực. Sáu Mặt Du Bích, vai Hoàng Phố. Trúng Số, vai Trùng. Đua Nhau Làm Giàu, vai Chí Viễn. Năm 2012, Cuộc Đối Đầu Hoàn Hảo, vai Vinh Nguyễn. Thần Tượng Lắm Chiều, vai Chát Bùm Bùm. Năm 2013, Hẻm Cụt, vai Ông Bạch. Sông Dài, vai Tấn Phát. Bão Mùa Hè, vai Huy Trường. Hoán Nhân Tâm, vai Ông Thành. Sông Trôi, Muôn Hướng, vai Sĩ Mình. Năm 2014, Mùa Sen Cạn, vai Hồng Châu. Thế Lực Ngầm, vai Trung Tá Vũ. Hiệp Sĩ Giữa Đời Thường, vai Ông Thành. Năm 2015, Biệt Thự Hoa Hồng, vai Mạnh Hùng. Bản Năng Thép, vai Ông Phi. Sát Thủ Hoa Hồng Trắng. Bảy Lá Bài, vai Tư Tây. Năm 2016, Hot Girl Làm Vợ, vai Ông Phương. Lối Thoát Nghiệt Ngã, vai Ông Quý. Thiếu Gia Nhà Nghèo, vai Huy Đức. Muôn Mặt Cuộc Đời, vai Ông Hùng. Bản Năng Nguy Hiểm, vai Hồ Quang Hiếu. Năm 2017, Biển Đời Dông Tố, vai Ông Phúc. Mật Danh Rocket. Phục Hận, vai Ông Hậu. Cuộc Chiến Vô Nghĩa, vai Ông Quang. Năm 2018, Cuộc Chiến Nhân Tâm, vai Sáu Tiến. Cung Đường Tội Lỗi, vai Ông Hòa. Không Cần Soái Ca. Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn mưu sinh đủ nghề chỉ được đóng phim. Từ một Việt kiều với tương lai sáng lạn tại Mỹ, Huỳnh Anh Tuấn chấp nhận về lại Việt Nam vì đam mê đóng phim. Trong hầu hết các bạn diễn cùng thời đã rút lui khỏi màn ảnh, anh vẫn bám trụ với nghề. Huỳnh Anh Tuấn là diễn viên đã quá quen mặt với khán giả truyền hình. Anh từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt vào những năm 90 cùng với các tên tuổi Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương.
Trong khi hầu hết các bạn diễn cùng thời đã rút lui khỏi màn ảnh, anh vẫn trụ lại với nghề với nhiều dự án nối tiếp nhau. Tuy vậy, thông tin về đời tư của anh vô cùng ít ỏi vì nam diễn viên hầu như không chia sẻ trên mặt báo cũng như trả lời phỏng vấn. Nam diễn viên sinh năm 1968, theo gia đình định cư ở Mỹ năm 12 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật, anh đi làm rồi trở thành giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo. Cơ duyên với nghệ thuật tìm đến Huỳnh Anh Tuấn góp mặt trong nhiều clip ca nhạc của ca sĩ Phi Nhung ở hải ngoại thời điểm như Nàng Sơn Ca, Nàng Yêu Hoa Tím, Thân Phận, Đam Mê Nghệ Thuật. Nam diễn viên đã không chọn ở lại Mỹ mà quyết định trở về Việt Nam theo đuổi nghiệp diễn cho đến nay. Sau khi về nước, gương mặt nam tính, điển trai, kiểu thư sinh, vóc dáng cao ráo cùng với lối diễn chân thành của anh đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Vào những năm 1990, Huỳnh Anh Tuấn được xem là làn gió mới cho điện ảnh Việt, góp phần tạo nên thời kỳ huy hoàng của dòng phim thị trường. Nam diễn viên gốc Vĩnh Long đã trở thành ngôi sao màn bạc đình đám với hàng trăm phim lớn nhỏ với đủ loại vai. Anh từng đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phục, Trương Ngọc Ánh qua các bộ phim Anh Chàng Bộ Đội, Đừng Nói Xa Nhau, Tết Này Em Lấy Chồng, Công Tử Bạc Liêu, Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm. Tuy nhiên, tài tử cho biết vì đam mê diễn xuất, anh phải xoay sở nhiều công việc khác nhau để nuôi nghề diễn của mình như nuôi sống gia đình. Anh từng phụ cha làm xây dựng, từng mở nhà hàng bán thức ăn Ý nhưng chẳng được bao lâu phải đóng cửa vì khi có anh, doanh thu có lãi, lúc anh đi đóng phim thì không bù đủ chi. Nam diễn viên cũng từng kinh doanh riêng nhưng theo anh, tất cả chỉ để phục vụ cho đam mê diễn xuất. Mặc dù đóng phim là công việc cực nhọc, thu nhập không đủ sống nhưng anh thú nhận vẫn còn rất đam mê với điện ảnh. Bây giờ tôi không kinh doanh nữa mà chỉ tập trung cho việc đóng phim. Tôi nghĩ mình lớn tuổi rồi nên cũng bớt lại. Diễn viên mới xuất thật sự là đam mê của tôi, anh nói. Nam diễn viên cũng tâm sự. Hiện tại phim truyền hình đang ở thời kỳ bão hòa. Anh cũng không còn tham gia nhiều phim như trước vì nhận thấy kịch bản phim Việt bị trùng lặp nhiều. Để tìm được một vai diễn đột phá rất khó. Bây giờ có thể nói đến cát xê thì lúc lên lúc xuống. Khi nào phim truyền hình khởi sắc lại thì cát xê sẽ ổn hơn. Mình không thể đòi hỏi được vì giờ theo thị yếu thị trường, dĩ nhiên tôi cũng phải hạ bớt xuống để duy trì nghề. Hiện tại tôi cũng ít nhận vai do phải thường xuyên bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi không ở Việt Nâm nhiều nên chỉ nhận những phim mà mình tâm huyết, phù hợp với mình. Tôi được rất nhiều đạo diễn mời nhưng không sắp xếp được thời gian. Một phần là tôi cũng muốn chọn những phim có kịch bản chín chu, nội dung hay thì mới tham gia, Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ. Một Huỳnh Anh Tuấn đẹp trai, phong độ ngày nào bây giờ đã là một người đàn ông trung niên đã bị phá tướng nên thường được các đạo diễn chọn vào những nhân vật lớn tuổi. Dù vậy, anh vẫn rất nhiệt tình, thậm chí còn nhận đóng web drama. Sắp tới, nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim chiếu mạng, phim này thằng chắc. Huỳnh Anh Tuấn tiết lộ đây là lần đầu tiên tham gia dự án phim chiếu trên YouTube nên cũng muốn trải nghiệm. Tài tử Hương Phù Sa cho biết anh nhận thấy đây cũng là một dạng phim được đầu tư chỉn chu về kịch bản, tạo hình nhân vật nên chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.